đường đi lên Mâm Xôi, cách chỗ gửi xe tầm chắc phải hơn 1 cây. Đi bộ khá là mệt. Mấy ông xe ôm bảo là 60.000. Đây, lại tiếp tục mời. Thôi, chịu khó đi bộ cho khỏe. Mệt quá. Tối nay không biết ngủ đâu đây. Nhà nghỉ thì là hết. Biết thì đi xe máy lên đây. Tưởng không được đi xe máy. Đội xe ôm là bắn tật. Sợ quá. Dạ? Không, cháu đi vừa quay. Vâng. Chứ không phải tiền nong. Tiền nong không quan trọng. Tí đi xuống nhá. Lại bắt đầu mồi chài. Đội mũ bảo hiểm biết hết cả tóc. Tí lên nơi mình sẽ review cho mọi người xem. Ôi dồi ôi. Đi xe máy lạnh mà bây giờ đi bộ nóng quá. Mặc hẳn 2 cái áo này. Ồ, đằng kia đẹp quá, mình cho mọi người xem nhá. Wow, đằng kia khá là đẹp. Này, từng đúng là từng ruộng. Cái gì, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Lại tiếp tục, anh này có mời không? Mày quá, anh này không mời. Trời, bên kia đang mây đen đến rồi. Sắp mưa mất rồi. Chết rồi. Đi vào ba quán thì quán nào cũng kêu sao không đi với người yêu. Đi một mình làm gì cho chán. Hôm qua vào nhà nghỉ thì là ôi, cháu không trọ được đâu. À, cháu không thuê được đâu. Phòng đắt lắm. Phòng 600. Sao không đi cùng người yêu cùng cho rẻ. Và người yêu, thêm người yêu thì bao nhiêu? Thêm người yêu thì 800. Nhưng chia đôi. Ồ, đấy. Sắp chín rồi. Đẹp quá. Wow, khá là đẹp luôn mọi người ạ. Đâu Mâm Xôi ở đâu? Chưa thấy Mâm Xôi đâu. À, tít bên kia rồi. Đang thì lo chỗ ngủ tối nay này. Nếu trời không mưa thì là sẽ dựng lều. Nhưng là sợ trời mưa đây này. Khá là đẹp luôn. Đấy, đoàn rất là đông. Bây giờ đi xe máy lên, chán quá. Khá là đẹp. May là chưa gặt. Chứ sang tuần sau mới đi là chắc là gặt rồi. Vì lúa chín vàng đây rồi. Chắc là hết cái tuần này là họ sẽ gặt. Oh. Mệt ghê rồi đấy. Ông anh kia lại bắt đầu. Có đi xe không em ơi? Này, chuẩn bị này. Tí nữa xuống. Tí xuống thì em vào đây cho em số. Đây có một cái lán ven đường đi. Cái lán này chắc là để trông lúa. Hay tối vào đây ngủ. Tối vào đây ngủ nhờ. Ơ, chứ giờ điện thoại bị đơ mất rồi. Hay tối lên đây ngủ nhờ. Tối lên đây xin ngủ nhờ. Đẹp quá. Một màu vàng. Để chụp một kiểu ảnh thế nào.
Ok. Ôi trên kia có bà cụ đang làm gì? Ờ, nghĩ đi mình chán nhỉ, có người yêu đi cũng chắc hay hơn đấy. Có người yêu cõng người yêu đi lên tít trên đỉnh kia. Ôi tối thế. Bao giờ mà có người yêu không đưa người yêu đi lên trên này chơi xong là cõng lên đỉnh. Ôi đến đây rồi mọi người ạ, sau khoảng 30 phút đi bộ thì đã đến. Đấy nhưng là mâm xôi lại thành màu gì kia, không phải là màu vàng mà là màu trắng, không biết là họ trồng lại trồng cái hoa gì vớ vẩn lên rồi. Đây này. Ôi trời ơi. Tam giác mạch. Ôi tam giác mạch nhìn như rau má. Vé vào vườn 100. 10.000 chứ. Ô, phải rồi. À đây. Mâm xôi thế này. Thôi thế. Rất nhiều người đi chụp ảnh rồi thôi. Thôi mình ra bên kia xem nào. Ra kia còn lôi ra kia rồi. Tìm mãi mới không được lỗi. Đây đi đường này đây. Wow. Toàn lúa là lúa. Trời mà nắng thì có phải đẹp không chứ. Trời âm u quá, còn mưa rồi đây. Nguy hiểm quá. Ôi, chưa đây mưa to mất rồi. Từ đây lên thị trấn này, trên này thị trấn à? Lên huyện đấy. Từ đây lên huyện là bao cây? Cây à? Anh nhà trong bản này à? Ở đây à?